Các bạn ơi, mình đã học về các đồ dùng học tập rồi. Vậy theo các bạn, sau khi học bài xong thì chúng mình phải làm gì nhỉ? Sau khi học bài xong, chúng mình cần phải thu dọn gọn gàng góc học tập và cất những đồ dùng vào đúng vị trí đấy. Vậy hôm nay cô giáo sẽ giúp các bạn diễn tả bằng tiếng Anh nhé. Tidy up. Tidy up. Tidy up. Tidy up có nghĩa là thu dọn mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ. Tidy up. Chúng ta cất các đồ dùng học tập về đúng vị trí của nó nào. Put away. Put away. Ví dụ, chúng ta sẽ cất bút chì vào đúng hộp bút chì. I put away the pencils. I put away the pencils. I put away the books. Mình cất sách vào trên vào giá nào. I put away the backpack. Mình cất ba lô lên kệ thôi. Ồ, các bạn nhìn này, góc học tập này rất cần phải tidy up đúng không? Chúng ta cần phải dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ lại thôi. Hãy cho cô biết chúng ta sẽ cất những thứ gì đi nào. I put away the backpack. I put away the chair. I put away the book. I put away the pencil. I put away the pen. I put away the crayons. Các bạn nhớ là sau mỗi lần chúng ta học, chúng ta đều phải tidy up và put away các đồ dùng học tập nhé. Goodbye!